Kính chào quý bà con, công ty Takio gửi đến quý bà con video vui thùng kiểm tra máy đánh vảy cá trước khi đi giao hàng cho khách. Máy đánh vảy cá Takio TK500 được thiết kế với các lăn chải dày đặc quanh các rulo linh động giúp việc đánh vảy cá nhanh hơn, thành công và hạn chế việc chày xước tổn hại lên da cá so với các vật dụng đánh vảy cá thủ công. Máy đánh vảy cá nhớt 100%, tỷ lệ sạch vảy từ 80-90% tùy các loại cá, hệ thống rulo cước đánh vảy cá, không gây dập hay lát cá.